Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục cái nhà của em Trường để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai ha. Mai bông đậu quá quý vị. Bông đẹp tuyệt vời ha. Cái cây 30 luôn anh ba, bỏ ra anh ba. Rồi, chào Trường. Dạ anh chào anh Tuấn, em chào hết tất cả cô chú anh chị của kênh Mai Vàng Mai Dừa. Thì hôm nay em có về giao lưu 35 cây mai dảo lá gai, bông từ 6-12 cánh. Địa chỉ quen thuộc của em vẫn là ở xã Phú Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của em là 0868 635363, cũng là số Zalo của em luôn. Thì hình thức ship cây của em vẫn là bao ship toàn quốc. Đây lô mai này chi tàn cũng khá lực khá đều, chi gốc cũng to lắm, hoành to lắm. Hy vọng cô chú anh chị mình ủng hộ giùm em. Rồi mình vô cây đầu tiên đi anh. Rồi mã thôi. Số mấy đây em? Mình lấy bên đây đi, cây đầu tiên bên đây đi cho dễ. Cây này mình lấy mã 1B cho để nó không trùng lập. Rồi 1B ha. Rồi cao ngang luôn cơ. Cái này mình lấy chiều cao khoảng 1m8 anh, là ngang khoảng 1m2. Rồi. Rồi đứng đây quay mà thơm quá trời thơm. Thơm, bông thơm phức hay gì. Thiệt. Rồi quý vị mình ngắm nghía dàn xương em nó ha. Rồi dàn xương rất đều, lực luôn. Đây cành luôn. Bông thơm bán ngát luôn chú anh chị ơi. Xương đều luôn. Đó, cái này xuống dán cái hoành em nó luôn em. Cây bển á, cây bển, cây bển á. Đó, cái hoành. Hai mươi tám hoành anh. Rồi, 28 hoành. Có đế luôn. Cộng bự bự thôi cũng đều bầu đây ha. Dạ. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Cái này giao lưu giá 1,5 triệu anh. Rồi, 1,5 triệu là bao ship rồi nhưng quý vị. Bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Mã số 2. 2B. Cây này mình lấy chiều cao khoảng 1m8 đi anh. Tạng ngang cây này chắc khoảng 1m35. Rồi. Tạng ngang quá rộng luôn. Đây, đồng chủ đây ha. Ê, tàn đẹp quá, quá khá. Rồi, xương cành. Cành đặc kẹo luôn quý vị ơi. Rồi, xuống vành luôn trời. Rồi, tàn quá trời tàn mà. Xương cành đặc kẹo ha. Xương to không ha. Rồi, cái vành 29 vành anh. Vành 29. Đẹp quá đẹp. Rồi. Luôn. Giao luôn nhiêu đây em? Cái này vô luôn 2 triệu 2 anh. Rồi, 2 triệu 2. Rồi, xuống cây. Cây 3B. 3B bên đây. Cái này nó chiều cao khoảng 1m8 nha anh. Là ngang khoảng 1m2. Rồi. Rồi, quý vị mình ngắm nghía xương cành em đó ha. Quay xuống nghe lên nghe. À, xương cành cũng đều nè, từ trên rồi xuống nè. Rồi, vô quanh luôn chưa? Em 7 anh. Rồi, quanh 27. Rồi, đế nè. Đế đây, đế đều. Đế đều hết tên luôn. Cây nào cũng có đế. Rồi, hết. Vô luôn như đem. Cây 3B này em vô lưu giá 1,5 triệu anh. Rồi, 1,5 triệu. Thì tất cả các cây là bao ship rồi nhưng quý vị. Rồi, xuống cây. 4B. Rồi, 4B bên đây. Cây này chiều cao khoảng 1m8 luôn. Ngang khoảng 1m2 luôn. Xương rất là lực luôn. Đây, đọt chủ đây. Đọt chủ rõ ràng đây ha. À, lặt lá, còn số lá xanh xanh ha. Rồi, xương cành phân bố cũng đều đây quý vị. Xương cũng to to không đây ha. Cành rất là to luôn. Rồi, vô hoành luôn em. Giá thì rất là nhỏ luôn. Thấy hoành em đó. 26 hoành anh. 26, đế luôn. Đế luôn. Đấy đây. Rồi, cho luôn như đây Trần. Cây 3B này giá 1,4 triệu anh. Ý 4B. 4B rồi, nha. 1,4 triệu. 1,4 triệu. Rồi, xuống cây. Cây 5B. Rồi, 5B. Cái này nó chiều cao khoảng 1m8 anh, thằng ngang khoảng 1m2. Xương ngang đẹp quá ha. Cây này nụ đang bung ăn tết. Nay nó chiều nở. Rồi, xây tiếp em. Đây anh, quay cái búp xanh xanh để nó mình. Con cái búp xanh à.
mấy cái luôn kìa, trên đầu kìa. Cái này đang chuẩn bị ăn Tết. Tết nữa hả? Tết nữa. Đường cành đặt kẹo ha. Đường cành đặt kẹo đẹp luôn. Rồi, mình xuống vành luôn em. Kêu gì ra? Vành luôn. 27 quanh anh. 57 đế luôn. Cũ đế luôn. Rồi, giá luôn như thế em. 1,5 triệu anh. Rồi, 1,5 triệu. Sườn cành đều ha. Rồi, xuống cây. 6B. Rồi, cái này mình cao khoảng 1m8 anh, thằng ngang khoảng 1m25. Đây, tay cành đẹp quá. Em này cũng xương ngang giống như em 5B nè. 6B mà tay cành này xương kẹo. Đặc hết trơn ha. Dạ. Xương đặc từ trên xuống luôn. Quá đẹp. Rồi, xuống vành luôn. Anh em nói luôn nha quý vị. Đây có vết sẹo thời gian, nhưng mà cũng ngắt rồi. 26 anh em. Rồi, xe luôn, đế luôn. Luôn. À, đế, có đế ha. Có đế luôn. Này, đó. Đế cũng giáp vòng có đủ ha. Em này đặc biệt là dần xương. Đấy. Xương... 6 hả ta? 6. 6B hay 6A? 6B. 6B. Cái 6B này giao lưu giá triệu 6 anh. Rồi, xuống cây. 7B. Cái này chiều cao khoảng 2m. À, ngang mình lấy gọn thôi, 1m1. Rồi. Đã đặt chủ á quý vị. Rồi, xương cành cũng đều ha. Này về quý vị chăm mà nó ra chừng 2 cây nữa là cái tạng nó bung rộng ra là ok rồi ha. Xương cành thì kích ha. Dưỡng lại cái nữa. Rồi, vô cái hoành luôn. 29 của anh. Hoành ha. Đấy luôn. Rồi, hoành 29. Quá trời to luôn. Rồi, cho luôn nhiêu đem. Cây 7B này giá 1,4 triệu. Bán lỗ luôn. Rồi, tiểu tư ha. Rồi, 29 quanh mà tiểu tư luôn. Rồi, mã số tiếp theo 8B. Luôn. 8B. Cái này mình lấy chiều cao khoảng 1,5 m đi anh. Đằng ngang này chắc khoảng 1m3 có hơn. Rồi. Đàn quá đều. Rồi, quý vị nhé, xương cành ha. Cành quá đẹp luôn. Cành lực quá ha. Lực quá trời lực. Cành lực kia là sỉ không à. À, quay hoài luôn á. Rồi, mình cái tay cành. Đúng cái hoành luôn ha. Cái tay cành nhất của nó khoảng chắc 13, 4 31 hoành anh. Rồi, đế luôn em. Một bệ đế luôn nè. Trời ơi, quá trời à. Rồi, cho luôn nha em. 2,2 triệu anh. 8 hả? Rồi, xuống cây. 9B. Rồi, mã số tiếp theo. Cái này chắc nó chiều cao khoảng 1m8 đi anh. Đằng ngang này khoảng 1m, mấy mét mốt đi, gọn. Rồi, đọc chủ không quý vị. Em này xương cũng xương ngang không ha. Xương khít nè quý vị. Xương khít đây ha. Xương ngang. Rồi, vô hoành luôn. Hoành luôn. 28 hoành anh. Rồi, để luôn. Để miền bệ nè. Này cũng có đây ha. Cây 9B. Cho luôn nhiêu đêm. 1,3 triệu. Rồi, cái gì có 1,3 triệu. Tay cành đều từ dưới lên luôn nè. Đây, em bán bao sổ luôn. Luôn. Giá thì cực kỳ yêu thương vậy. Rồi. Số tiếp theo. Cây 10B này lấy chiều cao khoảng 1m8 anh, đằng ngang này khoảng 1m2. Đàn đều luôn. Rồi. Hay độc chủ rõ ràng đây ha. Cũng ghê vậy. Rồi xoay luôn. Quý vị ngắm nghía xương cành ha. Mình rà cũng rất là chậm đó quý vị. Đó. Không có bỏ đoạn nha. Thì trong quá trình xem quý vị thấy ưng ý mã số nào alo trực tiếp em Trường ha, thì số điện thoại em Trường thì mình để trên phần tiêu đề nhưng quý vị. Rồi, mình vô cái hoành luôn. 25 hoành anh. Làm để luôn. Để luôn. Đây đó. Rồi, vô luôn như đem. Tiểu tư anh.
Rồi 1.400.000. Rồi xuống cây 11 ơi, cái này tàn rộng quá, cái này tàn đẹp quá. Rồi em này xương đẹp quá ha. Cái này lấy chiều cao khoảng 1m8 anh. Tàn ngang này khoảng 1m3 có hơn. Cái này tàn đẹp quá. Xương cạnh ngang không? Xe ngang đẹp quá nè. Rồi mình vô quanh luôn trơn. Em này xương cành này khổ chê rồi. Xương to mà ngang ngang không ha. Dạ. Để có đế luôn nè. Lỡ ra quay đế đi. Quay đế luôn. Rồi đế đều luôn. Cục bể đế luôn. Rồi vô cái quanh luôn. 26 quanh anh. Quanh 26 ha. Dạ. Vô luôn nhiêu đem? Cái này em vô lưu giá 1.700.000 anh. Rồi 1.700.000. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. 12B. Rồi 12B. Cái này mình lấy chiều cao khoảng 1m8 đi anh. Rồi. Tàn ngang cái này chắc khoảng 1m3. Tàn thông cao ha. Tàn đều luôn cô chú anh chị ơi. Tàn cái gì? Độc chủ đó ha. Tay cành thì khích 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 luôn ha. Cái này nó khích từ trên xuống luôn ha quý vị. Để nhiều quá nghe kỹ nha, rất là khích nha. Sẵn cái video này em xem vô rửa chút xíu nha. Cô chú anh chị mình về trồng bỏ mấy cái tay cành nè. Nhỏ con vô bớt chút hay gì. Không cắt luôn anh. Mấy thằng tâm này cắt bỏ luôn. À mấy cành chỉ hả? Chỉ á, cắt bỏ luôn cho mạnh cây nó mốt ra tụt mới về. Rồi, xuống quanh luôn ha. Mấy tay cành chỉ cắt bỏ. Cái cành chính thôi. Giữ cái là cành chính thôi. Chứ để vậy nó mất sức cây chứ thôi. 25 quanh anh. Rồi, quanh 25. Cho luôn như đem. 1.400.000 anh. Rồi 1.400.000 rồi quý vị ơi. Tay cành đều ở trên đây ha. Rồi xuống cây 13B. Rồi. Em lấy chiều cao khoảng 1m8 anh. Tàn ngang cái này khoảng 1m3. Tàn ngang khá rộng, tàn đều luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cây này tàn đẹp nè. Xương cành này cũng ngang luôn ha. Ngang luôn nè, chốt liền. Khích 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 luôn nè. Quá đẹp, quá đẹp. Quý vị nghe nè. Em này để xương cành này khổ chê rồi. Đó, nó khích từ trên xuống luôn. Cây này khổ chê luôn rồi. Chơi chỗ nào được luôn á. Xuống tới cái bộ đều gốc nó luôn nè. Đó. Sẽ tiếp luôn nửa vòng nữa trời. Đó quý vị nghe ha. Từ trên xuống luôn á. Rồi. Đây cành gốc ở dưới nhất nhì dưới đây cũng bự nè, thấp thân thấp nè. Em chín quanh luôn anh. Chín để có đế luôn. Để có đế luôn. Đó, để tứ phía đây ha. Đó. Còn chờ gì nữa quý vị. Đế đẹp rồi tay cành này khỏi chê rồi ha. Giao lưu nhiêu đây em? 2.200.000 anh. Rồi 2.200.000 quý vị nè. Cũng xứng đáng đồng tiền ha. Đi đó mã số 13. 13B. Rồi. Cái này 14B. Cái này lấy chiều cao khoảng 1m8 anh. Thần ngang lấy khoảng 1m2. Rồi. Rồi đọc chủ đây ha. Tay cành cũng đều luôn từ trên xuống luôn nè. Quay số luôn nghe trời. À. Đều từ trên xuống ha. À, em này thì thoát thân nó khoảng chừng 20 mấy đó ha. Bắt đầu từ đoạn thoát thân lên thì tay cành khích 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 luôn ha. À, rồi, vô, vô quành luôn em. Em này thoát thân chắc hơn gan tay ha. Này 26 yếu tới 25 đi anh. Xíu 25 thôi. Rồi, tay cành thì đẹp đó ha, vô luôn như đây em. 1.400.000 anh. Rồi, 1.400.000 rồi quý vị ơi. Bao ship rồi nha quý vị. Gái này nó bao ship tới rồi. Rồi, xuống cây. Cây 15B anh. Rồi, 15B. Cái này lấy chiều cao khoảng 1m7. Tàn ngang cái này khoảng 1m2. Rồi tầm đó ha. Rồi xương cành cũng khích nè. Bao ship mà bao sống luôn. Bao hết luôn. Bao giá luôn. Rồi này rất đẹp của chú anh chị. Xuống quanh luôn. Hành luôn. Rồi cái quanh 25 quanh anh. Rồi để luôn. Đấy luôn. Đấy đó. Rồi, cho luôn như đẹp. Mười mấy, 15 phải không ta? 15 đúng rồi. 15B. 1.400.000 anh. Rồi, 1.400.000 bao ship. Rồi, xuống cây. 16B. 16B, cũng xương ngang luôn. Cái này lấy chiều cao khoảng 1m8 anh, là ngang khoảng 1m2. Tàn xương ngang không? À, xương ngang không vậy? Xương khích 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 luôn. Mày
thì tàn chỉ nhiều quá vậy em cũng tỉa bỏ bớt luôn, không sao hết, giữ lại những cái vàng thân chính thôi. Rồi xuống cái hoành nó luôn nha trời. Rồi cô để cũng khá đều rồi. Đây để đây để cũng còn bự bự nữa đây, để luôn đi. Làm luôn bốn mặt có đủ trời này ha, đủ hết luôn. Rồi vô cái hoành em nó luôn. 29 hoành anh. Rồi hoành 29. Rồi vô luôn nhiêu đây em? Cái này vô luôn giá 1.8 anh. 16B. Rồi 1.8 ha. 17B. Đây nó chiều cao khoảng 1m8 anh. Đây ngang rồi lấy khoảng 1m1. Xương cành này cũng ngang ngang rồi ha. Xương cành cũng xe chỗ gì mình nghĩa xương cành ha. Đó, nó phân bố cũng đều từ trên xuống ha quý vị. Rồi xuống vành luôn. Đế luôn. Rồi đế luôn. Đế luôn. Đế đều luôn. Rồi vành luôn ha. Ê vậy yêu tính thành 6 đi anh. Rồi cho luôn như đây em. Cây này em cho luôn giá 1.5 triệu anh. Rồi 1.5 triệu. Bao ship rồi nhưng mà quý vị. Rồi xuống cây 18B. 18B. Cái này mình lấy vô cao khoảng 1m8 anh, thằng ngang nó khoảng 1m2. Rồi, đoạn đều đây. Dạ. Rồi, xương cành. Xương cành cũng khích khích ha, em này xương cũng ngang ngang nè ha. Tóc thân thấp luôn ha. Thân thấp luôn. Kéo luôn. Rồi, mình xuống vành em nó luôn nha quý vị. Luôn. Thằng thấp dưới đây luôn. 27 anh. Rồi sẽ xây đế luôn. Đây quý vị không nhớ kỹ nha. Rồi giá luôn nhiêu đây trường? Cái 18B 1.5 triệu anh. Rồi 1.5 triệu. Rồi xuống cây 19B. Cái này chiều cao khoảng 2m. Là ngang cái này khoảng 1m2. Rồi xương này cũng ngang nè ha. Xương ngang. Đây, xương ngang ha. Ngang xương. Xương ngang 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 ngang. Nãy hơi trống anh đang xíu ha. Rồi, xuống cái hoành luôn. 27 hoành. Rồi, hoành 27. 19B 1.3 triệu. Rồi 1.3 triệu. Bao ship luôn. Rồi xuống cây 20B. 20B bên đây. Cái này nó vừa cao khoảng 1m8 anh, thằng ngang khoảng 1m2. Rồi thời cảnh khá đều luôn, đứt dây hả? Không đẹp ha. Phiên nhánh không phiên. Rồi quý vị mình ngắm nghía kỹ ha. Xương cành ha. Anh bố cũng đều ha, cành to to ha. Rồi xuống vành luôn. Vành luôn. Vành em nó đây. Đó, đế luôn. Đó, đế chẳng thay đế luôn. Kia luôn. Rồi vành 30 yếu một xíu, tính 29 đi anh. Rồi 30 yếu một xíu xíu ha. Đế luôn. Đế tứ diện luôn nè. Rồi vô luôn như đây em. Chiều 7 anh. Chiều 7 rồi quý vị. 20B. Cành đều luôn nè ha. Đế thì cũng tứ diện ha. Rồi xuống cây 21B. Rồi cái này lấy chiều cao khoảng 1m6 đi anh, thằng ngang khoảng 1m2. Rồi tầm đó ha. Đó quý vị ngắm nghía xương cành hay nè, cũng xương ngang nè. Xương cũng đều ha. Đó, xương đều 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 ha. Rồi xuống cái quành em nó luôn ha. 29 quành anh. Rồi đế luôn. Đế luôn. Này cái này cái nào nó cũng bị cái sẹo ở đây ha. Dạ. Rồi cho luôn như đây em. 21B không ta. Đúng rồi 21B. Cho luôn như em. Cái này em cho luôn giá 1.4 triệu anh. Rồi 1.4 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. 22B, cái này lấy chiều cao khoảng 2m. 22
ghê. Là ngang cây này khoảng ở lấy cái này mét 8 thôi anh. Cái này tàng thông cao quá ha. Mét 8 rồi. Là ngang nó khoảng mét 3 anh. Cây tàng quá đẹp nè. Này tàng thông. Xương cành kích kịch luôn. Quá kích luôn. Rồi, xuống vành luôn em. Vô. Hai mươi tám của anh. Rồi xây luôn. Rồi đế luôn. Tốt vậy. Rồi vô luôn nhiêu đêm? 22 đúng không ta? 22 B. Cái 22 B này em vô luôn giá mộc triệu 6 anh. Rồi triệu 6. 23 B. Rồi xuống cây. Cây này lấy chiều cao khoảng mét 7 anh. Là ngang khoảng mét 15. Rồi độc chủ đó ha. Rồi xương cành luôn. Xương cành luôn. Rồi dung vành luôn em. Dung vành luôn. Cành này cũng khá ha. Vành như đây. 26 anh. 26. Rồi để luôn. Rồi cụ nở bên đây luôn. À. Rồi giao luôn như đây trời. Triệu 3 anh. Ô, triệu 3 quý vị. Bao ship luôn ha. 20 mấy rồi. 23. Đúng rồi, 23B. Rồi tiếp tục 24B. Cái này mình lấy chiều cao khoảng 2m. Tàng ngang khoảng 1m 2. Rồi đọc chủ ha. Tàng cũng khá đều luôn. Này lá già dữ ha. Lá bự nè. Lá chảng. Xương cành thì cái đó qua bỏ mé rồi. Đều đi ha. Rồi xây tiếp luôn. Rồi vô quanh luôn em. Quanh này chắc cũng bự ạ. À. Bự chắc luôn. Này có cái bệ cũng nở ha. Để nở luôn. Thiết thước 28 của anh. 28. Rồi để luôn. Rồi bông thơm em. Ập vô lỗ mũi em cũng muốn biển. Bị ngọt hết chứ. Rồi giá luôn nhiêu trơn? Mấy rồi, 24B đúng không? 24B. Cái 24B giá 1.6 anh. Rồi, 1.6. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. 25B. Rồi, cái này lấy cao khoảng 1m6. Rồi. Ở ngang này khoảng 1m2. Xương ngang đều luôn. À, xương kích luôn ha. Quá khích luôn. Khích luôn. Rồi, mình xuống cái quanh luôn trời. Xương này về phải cắt bỏ bớt nè. Quá. 24 quanh anh. Rồi, quanh 24. Ê, 25 phải không? Rồi, 25B. 25 ta. Giao luôn nha em. 1.3 anh. 1.3. Rồi, xuống cây. 26B. 26B. Cái này lấy chiều cao khoảng 1m8 anh. Thằng ngang khoảng 1m1 thôi. Rồi. Hôm nay gì mình dưỡng tàn lại cho nó bung tàn ra tiếp nha quý vị. Này tàn nó hơi hẹp xíu ha. Vì mình cắt con chỉnh lại. Rồi, chỉnh lại. Rồi mình xuống cái vành luôn. Rồi quanh 28 để có đế nha. Đó, đế luôn. Đó có những cái cây đế này có này là có nè ha. Rồi vô luôn như em. 1.2 anh. 1.2 rồi quý vị ơi. Rồi xuống cây. Rồi chuyển qua tiếp theo bên đây là mã số 27. Rồi 27 B. Cái này lấy chiều cao khoảng 1m7. Rồi, ngang cái này khoảng 1m2. Này cũng khá đều luôn. Rồi độc chủ rõ ràng đây ha. Lá xanh mướt luôn ha. Đây này mà bung búp luôn. Xương cành ngang mà đều nè. Này chuẩn bị chơi rằm tháng 2. Nó sẽ rằm tháng giêng rồi. Rồi xuống quanh luôn trên. Cái này tàn đều ghê. Này tay cành nói chung là nó phân bố đều. Nói chung nó không khích lắm nhưng mà đều. Phân bố đều.
28 qua đây. Rồi 28 đế luôn. Rồi, đế điều luôn ha. Để có nè, tứ diện nè. Đó. Tàn tứ diện nghĩa nè. Vậy là ok rồi ha. Vậy là điều điều. 1.7 anh. Rồi 1.7 bao ship ha. Đấy, mã số 27 phải không? Rồi 27B. Đây. Xuống cây. 28B. Rồi 28B. Chạy ngang không? Đây là chiều cao khoảng 28 anh. Bậy quá vậy. Rồi. Đọc chủ rõ ràng. 28B, tà ngang này khoảng nãy chưa nói là ngang không? Khoảng 1.3 có hơn. Nó chiều cao không? Chạy ngang. À, ra cũng rất là chậm quý vị. Ha. Dừng. Rồi, mình xuống cái hoành em nó luôn ha. Hoành này cũng bự nè. Bự không ạ? 29 hoành anh. 29 hoành luôn ha. Hoành 29 nha. Rồi, để quý vị nghe ha. Hoành này là hoành to, 29. Giá bao nhiêu em? 1.6 anh. Rồi, 1.6. Mã số 28B. Rồi, xuống cây. 29B. Cây nó cao khoảng 1.8. 9B. Ngang khoảng 1.2. Đây nó rồi. Đây là 29B nha quý vị. Xương cành. Đó, xương cành cũng khích đây ha. Rồi, xuống vành em nó luôn là được. Rồi, tàn đẹp luôn. Vô luôn. Mình cân không? 27 hoành. 27 hoành. Rồi để nè. Để tư diện ha. Có nè. À. Rồi vô luôn như đây em. 1.5 triệu anh. Rồi 1.5 triệu rồi quý vị. Bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi xuống cây. Hoành to giá nhỏ luôn. 30B. Rồi, số 30B. Đây cây chưa ấy anh mà. Cây này không cột dây, không cột dấu. Rồi 30B đi. Cây chiều cao khoảng 1.6 m anh. Mà ngang khoảng 1.2 m. Rồi cao ngang khoảng nhiêu đây em? Bỏ lại. Không không biết á. Trơn. Dạ. Cao khoảng 1.6 m anh, tầng ngang khoảng 1.2 m. Em có nói rồi mà. Anh không nghe. Rồi, quý vị ngắm nghĩa xương cành em nó ha. Xương nè. Đều nha, khích rịch luôn ha. Cái đó bỏ lại, bỏ bên đây nè, lên bỏ tấp vô đây luôn. Rồi, vô quanh luôn trơn. À, đứng đó đi, rồi xây cho đế luôn đi. Thôi, đế luôn anh. Thôi, quay đế luôn đi, em đâu vô hoành này báo luôn. Rồi. Rồi, vô cái hoành hình báo luôn ha. Gần guốc không? Em 8 hoành anh. Rồi, hoành 28. Mã số này là 31 không? 30. Bên đây là số chẵn anh. Rồi, bên đây chẵn. 30. 1.5 triệu anh. Rồi 30B. Rồi giá 1.5 triệu quanh 28 tay cành đều luôn, bao ship luôn. Rẻ. Rồi xuống cây. 31B. 31 ha. Cái này nó chiều cao khoảng 1.8 m, tầng ngang khoảng 1.1 m. Rồi. Đọt chủ đây, lá xanh um luôn. À, tay cành. Cái gì nó nghe kỹ ha, tay cành tính ra hôm này cũng đều rồi, khích nè. Rồi, vô cái khoảng đế luôn. Đó hoành thì bán cái luôn. Này dấu đế đây. Dấu đế luôn. Đế chắc nằm ở khoảng giữa cái bầu á. 27 hoành anh. Nằm. Rồi. 1.2 triệu anh. Rồi, 1.2 triệu quý vị nghĩ tại cành ha. 31B. Đó, cành đều ha. 32B. Dấu. Rồi, xuống cây. Rồi, 32B. Cái này nó chiều cao khoảng 1.8 m anh. Là ngang khoảng 1 m mốt luôn. Rồi. Cái chỗ 1.2 m mình tính 1.1 m á. Đập chủ luôn. Rồi xuống rà xuống cành luôn. Cành là kẹo luôn. Rồi vô hoành luôn ha. Hoành 26 hoành anh. Rồi củ đế luôn. Đế luôn. Củ có đế nè. Nở nè. Tiểu ba anh. Rồi 1.3 triệu bao ship luôn. 32B. Rồi 32B. Cái này 33B. Rồi khỏi chiêu luôn bây. Rồi xuống cây. 33B, cây này 33B. 1.8 m, tầng ngang khoảng 1.2 m.
này là 33B đây nha quý vị. À, xương rồi cũng khá ha. Khá lên bằng khá. Lấy hai cái bông á. Rồi vô hoành luôn. Hai cái bông nào chỉ anh đi chứ. Có cục dấu không dấu mà. Rồi hoành. Kem bán rồi anh cột dấu. Rồi. 27 hoành anh. Rồi vô luôn như em 27 hoành nhưng quý vị. Hoành 27. Triệu 3 anh. Rồi giao lưu 1.3 triệu quý vị, 27 hoành luôn. Đó, xuống canh về nhìn về nó khá quá rồi ha nè. Khá yêu thương luôn. Rồi mã số 34B. 34B. Đây này mình lấy chiều cao khoảng 1m8 anh. Thằng ngang đây này khoảng 1m3. Rồi cái này có bông luôn. Cây hết rồi. Bông cánh tròn. 5 cánh, 6 cánh có. 5 cánh có, 6 cánh có ha. Rồi có nào 7 8 cánh không? Có cái 7 cánh đó. Có cái bông 7 cánh đó. Đây nè. Chỗ đó đó. Ở đây 7 cánh nè. Rồi tàn thì đều luôn. Rồi tay cạnh quý vị nhé, tay cạnh ha. Thì em này hiện tại mình thấy là 5 6 7 cánh ha. Hoành luôn. 24 hoành anh. Rồi hoành 24. Rồi giá luôn nhiêu đây trường? 34 ha ta. Này 34 em. 1.2 triệu anh. Rồi 1.2 triệu và bao ship luôn. Bán lẻ luôn. Rồi xuống cây. Cây này bông bự nha. Cây 35B này cũng là cây cuối cùng của clip luôn. Rồi em này. Cây này lấy dù cao khoảng 1m8 ha. Là ngang khoảng 1m3 có hơn, bông này bông chảng không. Rồi dần dần hết trơn. Đó, anh coi bông này đi. Bông cây này bự lắm. Bông này cây này đếm thử coi. 8 nè. Bông bự ghê. Này. 8 bông. 8 cánh mà cái bông bự dữ vậy ha. Bự vậy á. Hết sức cái bông ha. Quá xa bông luôn. Đó. Dài dài tên cũng vậy nhưng bông bự cánh nhiều luôn nha quý vị. Bông bự cánh nhiều luôn. Cái này đẹp luôn nha, chị mình. Nó to mà giống mình gọi chơi vui chơi giống như giảo tượng vậy hả? Bông nó to. Bông to. Thơm bát ngát luôn cô chú anh chị ơi. Bằng tay cành. Rồi, cành đều trơn đi ha. Đều luôn. 25 của anh. Vành 25. Giá 1.4 triệu luôn anh. Bông thiệu gì thế đó. Khoan. Bông gì chán, chán, cành chán. Ha. Đó, cành đều rồi. Bông 10 chán ha, giá dày có 1.4 triệu à. Bao ship ha, quá rẻ luôn này. Giá này giống như tri ân cho khách mà xem ở cuối clip vậy. Rồi xuống cây. Rồi mình cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem là quý vị thích mã số nào cứ alo trực tiếp cho em Trường nha. Thì số điện thoại của em Trường thì mình để trên phần tiêu đề nha quý vị. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị.